Mình cũng phải làm tốt chứ. Thôi đừng quay mẹ nha, quay nó thôi. Tôi nói với ông nội thôi. Để cho ẩm đi mẹ quay cho. Vậy. À, ngồi ông nội. Ồ. Nhìn mặt như vậy. Nhìn cái gái mà nhìn mà tiếng dữ quá. Ủa đầu đinh nhìn đẹp vậy. Sao không nổi chút xíu luôn rồi cầm cầm đơn rồi hết chạy còn quay như là cái trống trống vậy. Đây này Bi, đây này Bi. Đây này con. Quay phim rồi nè, chị đang quay phim con nè. Nhìn nè. Giỏi quá. Đang chuẩn bị ăn bữa, ăn chuẩn bị ăn tiệc. Ê Bi coi làm gì đó, nghe phong giới con nè. Đi đây mẹ phủ tóc dính mặt à. Chưa ăn chút hả cha? Ờ, chưa ăn chút nha. Dạ. Tê giỏi quá trời, giỏi quá ông nội. Cha muốn con về gửi qua đây chút cho cha con nói hả? Để cha lượt hả? Giỏi quá. Mẹ giỏi quá là tức nha. Cha ông nội thoải mái gặp gãi qua đây nha. Số 2. Con giỏi quá luôn á. Giỏi quá.
giỏi quá trời, giỏi quá con mẹ, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Nó không dám để phạm, nó không dám để phạm. Còn nước nhất trong mà phải dịch ra. Giỏi quá, nội cắt tóc cho con. Giỏi quá, trời ơi mẹ mày kỳ cục ha. Chen nhỏ mà dính áo chân mẹ. Mẹ kỳ quá mẹ ơi. Mẹ che áo mà cuối cùng dính áo con trơn. Mẹ kỳ quá. Số 1 chút, ok. Ông nội. Số 1 cho mình cắt ở dưới cho con nha. Cắt đi chơi. Cái đẹp nó ngay mà con thật chứ. Đây cũng vô dụng. Em là con sói rồi sao? Bỏ cái chút tóc này. Xong rồi con sắp xong rồi. Giỏi quá. Dài quá ta. Giỏi quá. Giỏi. Đi giỏi. Ý nói là quạo lắm rồi đó. Kìm cái đầu. Ý nói là quạo lắm mà kìm cái đầu á. Gì cũng giỏi lắm rồi, đến Thinh hả? Đâu la lối gì đâu. Hỏi kìa. Kỳ cục quá. Che người ta cuối cùng. Rồi, xong rồi. Đẹp trai ơi. Mẹ che kiểu gì mà dính đầy mình à. Lần sau là em ơi. Cắt vài lần nữa đến Thinh à. Giờ cắt tóm cho nó em. Nè. Cắt tóc. Cắt tóc vừa đâu nè. Đẹp trai. Để nó cho nó mình cắt nó hổ dần luôn á. Đó dạ. Rồi bấm cái nút nữa nó tắt. Ok. Vậy đây. Để con làm đi. Quay dễ nó rõ hơn lên đó. Dễ hết trong này đi cho nó. Để lấy cái ghế này cho con ngồi đâu cho nó. Voi à. Em quay minh tinh điện ảnh nè. Xấu xí, đi xấu xí. Bằng coi hả chị quay chứ. Thôi, mẹ anh Mộc đi em quay đó đi. Đừng quay chị. Bằng coi quay.